Phương viện cổ ở Ukraine bốc cháy, Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau. NATO tập trận rầm rộ trên biển Baltic, ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển. Trung Quốc thúc đẩy năng lực đổ bộ tấn công, Biển Đông thêm rủi ro. Chiến đấu cơ Trung Quốc phóng túi chứa mảnh kim loại vào máy bay Úc ở Biển Đông. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mới mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Snapchat. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin cập nhật vào ngày 5 tháng 6. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết pháo bình của Nga đã bắn trúng một tu viện chính thống giáo đã tồn tại từ đầu thế kỷ 17 ở miền đông của nước này. Ông Seleki đã nói có ba tu sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của ông Seleki, đồng thời cũng đã tố ngược lại quân đội Ukraina đã phóng hỏa tu viện trước khi sụp lui. Tu viện Svatohik Lavra thuộc Giáo hội Chính thống giáo Ukraine của Tòa thượng phụ Moscow. Tu viện cũng nằm gần các vị trí đóng quân của Nga ở phía đông Donetsk, một trong hai khu vực mà Điện Kremlin đang dùng lực để kiểm soát. Trong đoạn phim do ông Silecki đã đăng tải trên Telegram chính thức, ngọn lửa đã xé tỏa các bức tường gỗ của tu viện bốc lên cao dữ dội. Ông Silecki đã viết trên Telegram vào ngày 4 tháng 6 rằng, pháo binh Nga tấn công tu viện Savatoris ở vùng Donetsk, tu viện đã bị phá hủy. Theo Tổng thống Udina, tu viện đã bị phá hủy lần đầu trong thời kỳ Liên Xô. Sau đó thì tu viện đã được xây dựng lại và vừa bị quân Nga đốt cháy. Ông Sileki đã nhấn mạnh rằng, mọi nhà thờ bị Nga đốt cháy ở Rina, mọi trường học bị nổ tung, mọi đài tưởng niệm bị phá hủy đều chứng tỏ rằng Nga không có chỗ đứng trong UNESCO. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, cuộc tập trận quân sự lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mang tên Politic Operation 22 được tổ chức tại Thụy Điển. Hơn 7.000 quân nhân từ 14 quốc gia thành viên liên minh, 75 máy bay và 45 tàu chiến sẽ tham gia cùng với đại diện của hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển. Các sự kiện huấn luyện trực tiếp bao gồm hoạt động phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, ngăn chặn hàng hải, đối phó miền, hoạt động đổ bộ, ứng phó y tế và tìm kiếm cứu nạn. Vào ngày hôm qua, 4 tháng 6, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã có mặt trên tàu đổ bộ tấn công USS Kishrak, đang neo đậu ở Stockholm, Thụy Điển, nhằm để thể hiện quyết tâm của Mỹ ủng hộ Thụy Điển. Phần Lan gia nhập NATO. Một ngày sau khi chuyến dựng chân ở Phần Lan, Tân Mark Milley đã tuyên bố từ tàu USS Kozak trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển, Magdalena Anderson vào ngày 4 tháng 6 rằng, việc chứng tỏ tình đoàn kết với Phần Lan và Thụy Điển trong cuộc tập trận này là rất quan trọng cho chúng ta, nước Mỹ cũng như là các thành viên khác của NATO. Trong cuộc họp báo cùng với giới lãnh đạo Thụy Điển vào ngày 4 tháng 6, trước cuộc tập trận của NATO và Phần Lan Thủy Điển tại biển Baltic, ông Milley cũng đã khẳng định đây là vùng biển có tầm quan trọng chiến lược. Việc gia nhập của hai nước Bắc Âu sẽ giúp cho NATO kiểm soát gần hết vùng ven biển Baltic. Tân Hoa Xã đã đưa tin Trung Quốc đã vừa bay thử nghiệm thành công dòng thủy phi cơ lớn nhất trên thế giới. Cụ thể, thủy phi cơ AG-600, cấu hình mới của Trung Quốc, đã bay thử thành công vào ngày 31 tháng 5 vừa qua tại Quảng Đông. Đây là một loại máy bay đổ bộ từ biển mà Trung Quốc đã xa sức đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện ngay cả trong thời điểm có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Đường bay thử này AG-600 đã được cho là có cải tiến về kỹ thuật động cơ để tăng cường hiệu quả hoạt động. Là dòng thủy phi cơ lớn nhất trên thế giới, AG-600 có khả năng chở theo khoảng 30 binh sĩ cùng vũ khí, tầm bay là hơn 4.000 km và tốc độ hành trình khoảng là 500 km trên bộ chờ nên được xem là một loại máy bay hiệu quả để đổ bộ từ biển. Giữa năm 2020, khi AG-600 đã được thử nghiệm trên biển, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ loại máy bay này có thể được quân đội Trung Quốc POA đưa vào vận hành vào năm 2022. Không những vậy, tờ báo Hoàn Cầu Thời báo còn bình luận rằng khi đội trang bị AG-600, POA có thể dễ dàng tiếp cận các đảo ở Biển Đông để bảo vệ cái mà nước này đã tự gọi là lợi ích cốt lõi. Cụ thể hơn, từ căn cứ quân sự Tam Á trên đảo Hải Nam, máy bay AG-600 đã cho phép POI nhanh chóng chuyển quân đến bất cứ đảo, thực thể nào trên biển Đông, bằng cách là đáp trên mặt nước để các binh sĩ có thể đổ bộ từ biển. Nhận xét khi trả lời thanh niên, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hóa sinh của Mỹ đã phân tích. Thủy phi cơ có tính hữu dụng cao ở Biển Đông. Nếu Trung Quốc sử dụng thủy phi cơ thì có thể tăng cường khả năng kiểm soát nhiều đảo và thực thể ở Biển Đông, đặc biệt là trong các hoạt động quân sự, ông Nagel đã lo ngại. Đến nay, thì Trung Quốc đã xây dựng đường băng ở ba bãi đá Vành Khăn, Subi và Chế Thập mà nước này đang chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, ở nhiều thực thể khác nhau trong khu vực này chưa có đường băng, cho nên AG-600 là một giải pháp để kết nối nhanh chóng. Vì thế mà AG-600 không chỉ là giúp cho POA đổ bộ tấn công các thực thể do các bên khác kiểm soát, mà còn có thể chi viện binh sĩ đến các bãi đá do Trung Quốc kiểm soát phi pháp. Nhiều diễn biến đáng quan ngại Vào tháng 3 vừa qua, hoàn Cầu Thời báo đã đưa tin, chiến khu Nam Bộ của POA đã vừa tổ chức cuộc huấn luyện mà trong đó chiến đấu cơ Tray-10 đã tiến hành chuyến bay kéo dài đến 24 giờ. Bản tin đã không nói rõ là vị trí tập luyện của chiến đấu cơ Tre 10, cũng như là thông tin chi tiết của chuyến bay kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên, chiến khu Nam Bộ của PLA vốn được Bắc Kinh phân công để đảm trách các hoạt động ở Biển Đông. Như năm vừa qua, thì PLA đã không ngừng đẩy mạnh khả năng bay liên tục tầm xa cho phi công điều khiển máy bay tìm kích. Dưới năm 2020, Hoàng Cầu Thời báo cũng đã từng thông tin là chiến khu Nam Bộ của PLA điều động máy bay tiêm kích Su-30, bay liên tục 10 tiếng ở Biển Đông. Hành trình bay kéo dài đến tận bãi đá Sobi. Cách thức vừa nêu đã giúp cho giải quyết thực trạng của Trung Quốc là dù đã có tàu sân bay, nhưng chưa thể triển khai tác chiến tàu sân bay một cách đầy đủ. Do loại máy bay đang sử dụng quá nặng, không thể mang nhiều vũ khí khi cất cánh. Bên cạnh đó, song hành cùng với việc tiến hành nhiều hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông, VOA thời gian qua đã liên tục tăng cường các loại chiến hạm đổ bộ thuộc các loại như là Type 071, Type 075. Vì vậy, khi Trung Quốc tăng cường khả năng đổ bộ tấn công bằng đường hàng không lẫn đường biển, thì số so cho Biển Đông càng trở nên lớn hơn. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Úc vào hôm nay ngày 5 tháng 6 đã cho biết, một máy bay tuần sát sang ngầm B-8 thuộc không quân của nước này đã bị một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc đáng ngăn chặn một cách nguy hiểm ở Biển Đông trong tháng 5. Theo Reuters, đã dẫn lại thông báo từ Bộ Quốc phòng Úc đã cho biết, chiếc B-8 đã bị J-16 ngăn chặn trong hoạt động giám sát biển thông thường trong không phận quốc tế ở Biển Đông vào ngày 26 tháng 5. Hành động ngăn chặn đã dẫn tới sự vận động nguy hiểm, đã gây ra một mối đe dọa về an toàn đối với p 8 và phi hành đoàn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã nói với đài ABC News rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay rất gần ở phía trước của chiếc B-8 và đã phóng ra một bọc mảnh kim loại chứa những miếng nhôm nhỏ đã bị hút vào động cơ của máy bay Úc. Rõ ràng, việc này rất nguy hiểm. Theo Bộ Quốc phòng Úc cho biết, chính phủ của nước này đã nêu quan ngại về vụ việc trên với chính phủ của Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc hiện vẫn chưa có phản ứng. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, ABC News đã dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Úc là ông Peter Dutton đã cho biết một tàu do thám AGI của Trung Quốc đã bị quân đội Úc giám sát chặt chẽ khi nó đã đi ngang qua trạm hải quân Harrods at ở thị trấn Esmal, bờ biển của Tây Úc. Ông Peter Dutton đã nói Úc đã theo dõi tàu Trung Quốc trong khoảng một tuần nhưng đã không nêu ra thời gian chính xác. Tất nhiên, mục đích của nó là thu thập thông tin tình báo dọc theo đường bờ biển. Nó đã di chuyển gần với các cơ sở quân sự và tình báo trên bờ biển phía Tây của Úc. Úc đã cùng với Mỹ đã tuyên bố yêu sách của Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông, không phù hợp với luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, vào sáng hôm qua ngày 4 tháng 6, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đưa tin một tàu cao tốc đã bị trật đường say tại tỉnh Quý Châu do đang phải chứng ngại vật sau lợi đất đã khiến cho lái tàu thiệt mạng và một số hành khách đã bị thương. Tàu cao tốc nói trên đã bị trật đường xây sau khi đang trên đường di chuyển tới tỉnh Quảng Đông. Các video đã được truyền thông Trung Quốc chia sẻ cho thấy tàu cao tốc đã chịu một số hư hại. Một số hành khách và trẻ em đã la hét bên trong tàu sau sự cố. Lái tàu đã thiệt mạng và có ít nhất là 7 người khác đã bị thương trong vụ tai nạn. 136 hành khách khác còn lại đã được sơ tán an toàn. Vụ việc đang được điều tra. Theo Thời báo Hoàn Cầu đã cho biết, tàu bị trượt đường xây tại lối vào đường hầm của ga Rung Chang ở Quý Châu do đất sạt lở sơ vào đường xây vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 6. Một quan chức địa phương đã cho biết tại địa điểm này đã xảy ra tai nạn, trước đó chưa từng có sạt lở đất. Tuy nhiên, lần này bùn đất từ phía trên đường hầm đã đổ xuống do mưa và đã nhấn chìm đường xây trong vòng 2 đến 3 phút. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, tất cả tàu cao tốc từ ga Bắc Quý Dương, tỉnh Quý Châu, tỉnh tỉnh Quảng Đông đã bị tạm ngừng. Còn các chuyến tàu cao tốc từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông tới Quý Dương thì đều bị hoãn tại các điểm dừng. Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân ở phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội đã phải sống chung với ngập úng suốt nhiều năm qua, khi trời cứ mưa là động nước tù. Một số ngõ đã bắt cầu khỉ để người dân đi lại thuận tiện hơn. Theo ghi nhận của báo Dân Trí, cứ sau mỗi đợt mưa lớn thay hàng trăm hộ dân sinh sống gần với hồ Tử Liên. Từ ngõ 91 tới ngõ 139 Âu Cơ Tây Hồ lại chịu cảnh ngập úng. Nước đã bịch kính lối đi, tràn vào nhà đã khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cơn mưa lớn từ ngày 29 tháng 5 vừa qua đã khiến cho lượng nước đổ về nhanh và không kịp thoát. Những chiếc cầu khỉ đã được người dân dùng tạm là một biện pháp để giúp cho việc đi lại trở nên thuận tiện hơn rác thải tù động, bẩn thiểu đã đi theo nguồn nước tràn xa khắp lối đi, đã khiến cho toàn bộ khu vực cuối ngõ đã trở nên ô nhiễm và bốc mùi. Theo người dân nơi đây cho biết, khu vực này gần với hồ Tứ Liên, trước kia có một đường dẫn thoát nước đã chạy ra hồ Tây. Nhưng giờ thì nhiều công trình xây dựng được dựng lên đã khiến cho hồ Tứ Liên không còn nơi thoát nước, cứ mỗi lần mưa lớn là nơi này luôn trong tình trạng ngập lụt. Theo ông Nguyễn Gia Thiệu, 72 tuổi, sinh sống tại ngõ 91 Âu Cơ đã cho biết, cứ mùa mưa là khu vực này lại ngập, mùa bão còn khổ hơn. Trận mưa đợt vừa qua lớn và nhanh quá, chỉ 2 tiếng là toàn bộ đã ngập. Chính vì thế mà cầu khỉ được tạo ra để việc đi lại đỡ khó khăn hơn, cứ mưa thì lại bê xa, hết nước thì cất lại. Người dân sống trong điểm ngập úng cũng đã phải nhờ tạm một miếng đất chưa được sử dụng để biến thành bãi để xe đồ đạc đã được người dân sắp lên cao để tránh việc nước dâng lên. Việc ngập úng cũng đã gây bất tiện trong việc sinh hoạt. Nguồn nước ô nhiễm đã ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Hơn một thập kỷ qua, cứ mưa to là ngập, ngay tại giữa thủ đô thì người dân nơi đây đã không biết phải tới bao giờ mới thoát được cảnh ngập lụt. Thưa quý vị, vào sáng ngày 5 tháng 6, ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận đã tổ chức tháo dỡ các sao chắn bằng thép gai lưới B40 tại chợ Hòa Bình Cũ. Chia sẻ với báo người lao động, bà Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương tại chợ Hòa Bình Cũ đã cho biết, vào ngày 4 tháng 6, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ những sao chắn bằng thép gai lưới B40 tại các lối vào khu chợ trả lại hiện trạng. Nhiều hộ dân sinh sống trong chợ đã được trả lại lối đi. Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận đã sao chắn các lối đi vào chợ từ ngày 10 tháng 5. Sau khi bị sao trắng thì chúng tôi đã làm đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng nhưng họ không có động thái gì. Tuy nhiên, sau khi báo người lao động phản ánh đúng một ngày, cơ quan chức năng đã tổ chức tháo dỡ theo bà Hồng đã cho biết. Trước đó theo phản ánh của các hộ dân, những ngày đầu thống nhất đất nước, người dân ở nhiều vùng miền về khu vực chợ hòa bình sinh sống theo diện đi xây dựng vùng kinh tế mới. Từ năm 1976 đến năm 1986 khi nhà nước đã xây dựng nền kinh tế tập trung, bao cấp, theo chủ trương chung với người dân, trở thành xã viên, hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa. Đóng góp tài sản công sức để khai hoang, phục hóa vùng đất cùng với nhau, tập trung canh tác và sản xuất. Vào năm 1988, Hợp tác xã Bình Hòa đã lập ra chợ Bình Hòa để các xã viên buôn bán. Đến năm 1991, Hợp tác xã Bình Hòa đã phân lô, bán đất trong khu chợ cho các xã viên. Xuyên suốt từ đó đến nay, một số hộ đã sử dụng ổn định, một số hộ thì chuyển nhượng diện tích đất nhà ở, sạp hàng cho người khác. Bất ngờ là vào đầu tháng 5 năm 2022, các hộ dân đã nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận về việc dùng hoạt động chợ Bình Hòa. Đồng thời thì yêu cầu người dân phải tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý, dù chưa tiến hành bồi thường và hỗ trợ. Vào sáng ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận đã lập các hàng rào lưới sắt B40 kèm gai để chắn tất cả các lối ra vào chợ Bình Hòa. Người dân còn cho rằng việc làm này đã đe dọa quyền cư trú, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu của công dân. Lý giải về việc sao chắn lối đi của nhiều hộ dân sinh sống trong chợ, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch xã Bình Thuận đã cho biết, nhằm mục đích để các tiểu thương không còn buôn bán trong chợ cũ mà chuyển qua chợ mới. Trả lời câu hỏi chưa bồi thường hỗ trợ cho người dân để yêu cầu di dời tài sản, sao chắn lối đi có đúng theo quy định hay không, thì ông đồng đã cho rằng hiện nay xã đang tổ chức đo đạt đề nghị người dân cung cấp giấy tờ để báo cáo cấp trên cho hướng xử lý. Kính thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.